lộ điều kiện quyết đấu sinh tử mà Forrest dành cho Cung Lê. Forrest không những tuyên bố chấp nhận thách đấu của Cung Lê mà còn khẳng định đó sẽ không phải là trận trao đổi võ công, ngược lại đấy sẽ là một trận đấu quyết sinh tử với các điều kiện lệnh người. Sau một thời gian dài lùm xùm quanh việc thách đấu trưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt và vẫn chưa có hồi kết, chuẩn võ sư Forrest lại gặp một lời thách đấu mới từ võ sĩ MMA Cung Lê. Trước đó, ngôi sao MMA gốc Việt cho rằng cao thủ Vịnh Xuân Forrest không đủ đẳng cấp để giao đấu với mình. Thậm chí Cung Lê còn lớn tiếng ủng hộ trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt và chỉ trích Forrest có thể chỉ giành chiến thắng trước hai võ sư lớn tuổi. Võ sĩ gốc Việt cho rằng hành động của Forrest là đang làm mất thể diện của nền võ thuật Việt Nam. Trước những lời thách thức có phần ngạo mạn của đối thủ, Forrest đã chính thức chấp nhận lời thách đấu của Cung Lê. Hôm qua trên mạng Facebook cá nhân, cao thủ Vịnh Xuân phát đi thông báo về trận chiến sắp tới cũng như đưa ra những điều kiện bắt buộc. Cung Lê thân mến, tôi đã đọc được lời thách đấu của anh qua truyền thông và báo chí. Phải chăng anh cho rằng tôi không bản lĩnh khi đánh thắng với những người hơn tuổi mình và có trình độ võ học thấp hơn mình? Cung Lê, anh đã thiếu suy nghĩ trước khi phát ngôn. Anh không hiểu cách thức những trận giao lưu đã diễn ra như thế nào và anh cũng không hề đọc qua ngàn lời bình luận của các bạn trẻ theo dõi chúng tôi từ thời điểm bắt đầu. Anh thực sự đã sai khi đứng về phía Huỳnh Tuấn Kiệt và bảo vệ ông ta cùng những trò lừa đảo. Vì thế, tôi chấp nhận lời thách đấu của anh với 4 điều kiện. 1. Không đeo găng. 2. Không đội mũ bảo hiểm. 3. Không dừng trận đấu cho đến khi phân thắng bại. 4. Không đeo nhẫn. Giữa tôi và anh không còn là một trận đấu để trau dồi trao đổi kỹ thuật võ nghề nữa, mà sẽ là một trận sống mãi, cuộc chiến giữa cái xấu và cái tốt. Suốt 20 năm qua, tôi đi theo một con đường dưới sự chỉ bảo của một võ sư người Việt và tôi đã hội nhập được cái tinh thần võ nghề của người Việt với sự kính trọng và lòng dũng cảm. Tôi sẵn sàng chờ anh, Vịnh Xuân Forrest. Chúng ta có thể thấy Forrest đã sẵn sàng cho một trận huyết chiến để đòi lại danh dự của mình. Ông không chấp nhận bị sỉ nhục từ phía Cung Lê. 4 điều kiện mà vị võ sư người Canada này đưa ra cùng những lời lẽ trong chiến thư của Forrest khẳng định chắc chắn nếu trận đấu này diễn ra thì đó sẽ là một cuộc đấu không khoan nhượng. Thậm chí với việc không có găng và đồ bảo hộ, đây hoàn toàn là một trận chiến đấu kẻ sống người chết. Chẳng rõ Forrest chắc chắn bao nhiêu khả năng thắng cuộc, nhưng sự dũng cảm và tự tin của cao thủ Vịnh Xuân là điều rất rõ ràng. Hiện Cung Lê vẫn chưa có phản ứng gì sau khi Forrest công bố chiến thư trên mạng xã hội. Cung Lê, tôi mới là người Forrest cần gặp. Võ sĩ gốc Việt Cung Lê vừa chính thức tuyên bố anh mới chính là người Forrest cần phải tìm. Võ sĩ gốc Việt Cung Lê vốn là người luôn dành nhiều sự quan tâm với làng võ thuật châu Á nói chung và võ thuật Việt Nam nói riêng. Điều đó lại được chứng minh thêm một lần nữa khi Cung Lê vừa khẳng định anh sẵn sàng gặp Forrest, võ sĩ người Canada hiện vẫn đang ở thành phố Hồ Chí Minh để chờ đợi trưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt. Sáng ngày 15 tháng 7, võ sĩ Cung Lê đã trả lời với Trí Thức Trẻ, anh chàng ấy Forrest đang ở Việt Nam ư? Tôi không biết anh ấy. Có khi nào anh ấy sẽ đi khắp Việt Nam để giao đấu với các võ sư ở đó không nhỉ? Có lẽ Forrest đang rất muốn thượng đài với các võ sư Việt Nam, nhưng tôi mới chính là người để anh ấy cần phải thách thức. Như vậy có thể thấy Cung Lê đã sẵn sàng để gặp Forrest. Đây là lần thứ hai võ sĩ gốc Việt Nam gửi thông điệp tới một võ sĩ đang có mặt ở châu Á. Bởi cách đây không lâu Cung Lê cũng thách đấu với võ sĩ Từ Hiểu Đông của Trung Quốc. Cung Lê khẳng định rằng mình mới chính là người Forrest cần phải thách thức. Hiện tại không biết Forrest sẽ có phản ứng ra sao khi nghe thông điệp từ Cung Lê. Tuy nhiên, giả sử trận đấu giữa hai nhân vật này xảy ra, đó sẽ là một cuộc đại chiến có sức thu hút vô cùng lớn với giới võ thuật Việt Nam. So với Forrest, Cung Lê có thể hình khá tương đương. Tuy nhiên, đây là hai võ sĩ đi theo hai trường phái khác nhau. Một người là tay đấm chuyên nghiệp đi theo UFC, còn một người thiên về võ thuật cổ truyền. Được biết, chỉ còn ít ngày nữa Forrest sẽ rời Việt Nam để trở về Canada, quốc gia láng giềng với nước Mỹ, nơi mà Cung Lê đang định cư. Hy vọng điều kiện thuận lợi về địa lý có thể biến trận đấu trong mơ này trở thành hiện thực. Muốn thách đấu Huỳnh Tuấn Kiệt, Forrest phải xin phép chính quyền. Nếu muốn thách đấu trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, chuẩn võ sư Biefenko Forrest sẽ phải xin chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và tuân thủ mọi quy định về an toàn trong việc tổ chức.
Ông Forrest đã liên tiếp có hai chiến thắng trước những võ sư lớn tuổi trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Trước những dư luận xung quanh sự kiện Forrest, Tổng cục Thể dục Thể thao đã phải lên tiếng. Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng xác nhận, ngày 10 tháng 7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã nắm được và gửi thông tin này lên Tổng cục. Chúng tôi đã phối hợp với Sở để xuống thu thập thông tin thêm về sự kiện. Khi đó, chúng ta mới có thể xác định chính xác tính chất của vụ việc này. Theo ông Thắng, sự kiện võ thuật kiểu này không mới, nhưng do hiệu ứng mạng xã hội, chuyện này được đẩy cao hơn. Trước đây ở các sự kiện võ thuật khác, khi các đoàn quốc tế tới Việt Nam, họ đã giao lưu học hỏi lẫn nhau. Nhưng lần này dư luận nói rằng sự kiện của ông Forrest là những cuộc thách đấu nên chúng tôi mới phải kiểm tra, ông Thắng cho biết. Trong chuyến thăm lần này, ông Forrest và các đối thủ luôn khẳng định những cuộc đối đầu giữa họ chỉ là hoạt động giao lưu võ thuật đơn thuần. Nhưng sau hai chiến thắng vừa qua, ông Forrest đã nhận được rất nhiều lời thách đấu, mời giao lưu từ các võ sư Việt Nam. Mục đích thật sự của ông Forrest khi tới Việt Nam cũng là để thách đấu trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của phái Nam Huỳnh Đạo. Ông Kiệt sở hữu công phu truyền điện đầy tranh cãi đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng võ thuật. Tới lúc này, ông Kiệt vẫn chưa chấp nhận lời thách đấu của Forrest. Trao đổi về vấn đề này, Tổng cục trưởng Bích Thắng khẳng định, nếu họ chỉ giao lưu bình thường thì không sao, nhưng thách đấu thì là chuyện khác. Hoạt động võ thuật có đặc thù là gây nguy hiểm, làm ảnh hưởng tới sức khỏe người khác. Trong luật, thách đấu nguy hiểm cho người khác là hành vi bị nghiêm cấm. Võ thuật là hoạt động nguy hiểm, nên chúng ta mới phải quy định các câu lạc bộ, tổ chức võ thuật phải có trang thiết bị bảo vệ, phải có phân tích hạng cân. Nếu đây là hoạt động thách đấu, ông Forrest phải có ban tổ chức, có điều lệ, trọng tài, dụng cụ an toàn. Hoạt động thể thao tụ tập đông người phải có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phải báo cáo chính quyền địa phương và tuân theo quy định của địa phương đó. Cũng trong sáng nay, ông Forrest đã có chuyến thăm võ sư Đoàn Bảo Châu, đối thủ đầu tiên của ông ở Việt Nam. Hành tung của võ sư người Canada tại Việt Nam luôn được giữ kín với người hâm mộ. Võ sư Forrest sẵn sàng bái Huỳnh Tuấn Kiệt làm sư phụ. Trong buổi giao lưu trưa 22 tháng 7, chuẩn võ sư người Canada đã có nhiều bộc bạch về quãng thời gian qua ông lưu lại Việt Nam. Trưa ngày 22 tháng 7, đoàn đại diện của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, trong đó nổi bật là chuẩn võ sư Pierre Phan-Coy Forrest, đã tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Chiếu, phó chủ tịch Liên đoàn Võ Việt Nam, Việt Võ Đạo Thế Giới tại thành phố Hồ Chí Minh, để thăm hỏi và tìm hiểu thêm về võ Việt. Trong buổi giao lưu, theo lời đề nghị của ông Chiếu, võ sư Forrest đã dành thời gian để chia sẻ về chuyến sang Việt Nam lần này của mình. Chuẩn võ sư người Canada một lần nữa khẳng định, việc đến Việt Nam của ông chỉ nhằm mục đích làm rõ công phu truyền điện của trưởng môn Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt, chứ không hề có ý khiêu khích hay thách đấu ai cả. Thậm chí Forrest còn cho biết, không cần giao đấu, chỉ cần được bắt tay với võ sư Kiệt, nếu như ông cảm thấy tê dực như trúng điện, kiểm chứng được công phu truyền điện là thật, thì Forrest sẵn sàng bái ông Kiệt làm sư phụ. Mặc dù vậy, do trưởng môn Nam Huỳnh Đạo võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt từ chối giao lưu võ thuật cũng như tiếp đón nên mục đích này đã không được thực hiện. Chính vì thế, Pierre Phan-Coy Forrest cho biết nhiệm vụ của mình tới đây coi như đã kết thúc và dự kiến ông sẽ về lại Canada sau 2 ngày nữa. Ông Forrest bày tỏ quan điểm của mình trong chuyến đi này, đó là trách nhiệm cảnh tỉnh thế hệ trẻ rằng võ thuật không hề có những điều kỳ quái như công phu truyền điện của ông Kiệt. Tôi chỉ muốn kiểm chứng điều mình không tin là ông Kiệt có nhận điện. Tôi rất lịch sự khi chỉ xin bắt tay với ông Kiệt, nếu ông ấy có thể làm tôi tê hay giật thì tôi bái sư luôn. Nhưng các bạn thấy rồi đấy, giờ thì tôi nghĩ chắc chắn ông Kiệt sẽ không dám gặp mình. Tôi nghĩ mình đã hết nhiệm vụ giống được hồi chuông cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ. Còn bây giờ là việc của cơ quan có thẩm quyền về clip của ông Kiệt, ông Forrest nói. Bên cạnh đó, chuẩn võ sư của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh cho biết, những trận đấu với hai lão sư Việt Nam trước đó, ông đều ở thế bị thách đấu và bản thân đã nhường nhịn các tiền bối rất nhiều. Võ sư Trần Lê Hoài Linh và Đoàn Bảo Châu đều là những người lớn tuổi hơn. Nếu bậc tiền bối ngỏ lời muốn giao lưu võ thuật với mình mà tôi từ chối thì sẽ là bất kính, ông Forrest nhấn mạnh. Đồng ý là ở các trận đấu này có sự chênh lệch về tuổi tác thể hình, nhưng không thể nói những chiến thắng của tôi là không thuyết phục. Trong trận đấu với võ sư Bảo Châu, tôi chỉ dùng bàn tay chứ không dùng nắm đấm sở trường của Vịnh Xuân, nếu không có lẽ ông Châu bị thương nặng hơn nhiều.
Còn ở trận đấu với võ sư Hoài Linh, tôi chỉ dùng tay chứ không dùng chân, tuân theo những điều lệ mà cả hai đã thống nhất, võ sư người Canada kể lại. Có thể thấy, ở cả hai trận đấu Forrest đều có sự nhường nhịn nhất định với các tiền bối. Còn về việc thách đấu với võ sư Tuấn Hạc, ông Forrest cho biết mình đã từng nhiều lần tìm cách tái đấu nhưng không thành công. Sau khi thua ông Tuấn Hạc vào năm 2008, với tinh thần cầu tiến, tôi đã về luyện tập và ít nhất 3 lần gửi lời mời tái đấu với ông Tuấn. Qua cả thư điện tử lẫn mạng xã hội, nhưng ông Tuấn không trả lời hoặc là từ chối. Lúc tôi ở Hà Nội, ông ấy cũng không nói gì về chuyện muốn đấu với tôi. Đến khi sát giờ tôi bay vào thành phố Hồ Chí Minh, mới có tin ông ấy muốn đấu với điều kiện phải có giấy phép. Xin nói thêm là tôi không hề biết các trận giao lưu võ thuật như vừa qua là phải xin giấy phép hay bị cấm. Bởi trước đây, tôi từng sang Việt Nam giao lưu võ thuật như thế này rất nhiều, nhưng có ai nói gì đâu. Tôi chỉ nghĩ đây là một nét văn hóa đẹp của võ thuật Việt mà thôi. Ông Forrest tâm sự về vấn đề đấu chui trong thời gian qua. Trong cuộc phỏng vấn, võ sư Forrest cũng chia sẻ về việc võ sư MMA Cung Lê gửi lời thách đấu mình. Ông khẳng định mình sẵn sàng đấu với Cung Lê, đó không phải là tin đồn nữa mà là sự thật. Và tôi khẳng định mình sẵn sàng tỷ thí với anh ta, dù đó là một đối thủ nặng ký hơn tôi, cả về kinh nghiệm và danh tiếng. Nhưng tôi muốn phân định rõ về mục đích của trận đấu này là vì anh ta đã xúc phạm tôi thách đấu trưởng môn Kiệt là vì chính nghĩa, muốn làm rõ những điều sai trái, còn Cung Lê thách đấu tôi bằng những lời lẽ ngạo mạn. Tôi tự hỏi anh ta có phải đứng về phía ông Kiệt không? Hay muốn thách đấu tôi vì tiền hay vì một điều gì khác tôi không rõ, ông Forrest nói. Trước đó, võ sĩ MMA gốc Việt Cung Lê đã gửi lời thách đấu võ sư Forrest và cho rằng Forrest sẽ phải trả kha khá tiền viện phí nếu cuộc đấu giữa hai người diễn ra.